chưa diệt. Phần này là của Lê Dương 0974981432 anh em nhé. Màu lớn hầu vỏ tiêu ché ít cực to cầu cánh mỏ mồi không nói lên câu gì luôn. Siêu che dẹt clip này thực hiện tại khu rừng phía tây dãy núi Yên Tử thuộc đất An Sinh Đông Triều Quảng Ninh,
lát đất vô tranh Mộc Lam, huyện Bắc Giang. Hình như nó nhìn thấy mình. Bắn nồng thôi mà. Khả năng sập mồi của tôi rồi anh em ạ. Trời quá kém nhỉ. Xong nha.